Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm sum ifs và dictionary và sự khác biệt giữa sum ifs và dictionary. Thì sum ifs thì có nhiều bạn đã biết sử dụng rồi, tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn lại để cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ mình có một cái bảng ví dụ như thế này. Mình có một cái bảng dữ liệu mình đã chuẩn bị sẵn như thế này. Bây giờ việc của chúng ta là chúng ta sẽ cần là tổng hợp cái số lượng nhập theo từng mã hàng các bạn nhé. Chúng ta yêu cầu của chúng ta là cần tổng hợp số lượng nhập theo từng mã hàng. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cái hàm sum ifs để mình tổng hợp trong cái tình huống này như sau nhé. Thì mình sẽ lấy cái dấu bằng trước này, sau đó mình sẽ lấy cái hàm sum ifs ra. Đó, nếu các bạn không muốn lấy cửa sổ hàm thì các bạn có thể là viết tên hàm cũng được, nhưng mà mình thì mình sẽ thích dùng cửa sổ hàm hơn các bạn nhé. Hàm sum ifs thì cái đối số đầu tiên của nó là cái vùng cần tính tổng các bạn nhé. Thì mình cần tính tổng số lượng, cho nên là mình sẽ quét cái cột số lượng đầu tiên trước. Mình quét chọn cột số lượng đầu tiên trước, sau đó mình sẽ cố định nó. Rồi tiếp theo, đối số tiếp theo của nó là cái vùng chứa điều kiện. Thì mình xác định đầu tiên, điều kiện đầu tiên của mình là mã hàng, cho nên thì mình sẽ phải quét cái vùng mà chứa những cái mã hàng này, và mình cũng cố định nó. Rồi tiếp theo này, bây giờ mình cái ô điều kiện tiếp theo là điều kiện, thì mình sẽ kích chọn vào cái ô điều kiện ở bên này. Rồi đối số tiếp theo là cái vùng chứa điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai của mình là mình muốn thống kê số lượng nhập, thì mình sẽ chọn cái cột nhập xuất ở đây, và chúng ta cũng cố định nó. Rồi điều kiện của chúng ta là nhập, cho nên là mình sẽ viết chữ N ở đây. Đấy, bởi vì là trong cái cột nhập xuất này chữ nhập được ký hiệu là chữ N, còn xuất là ký hiệu chữ X, cho nên là mình muốn thống kê số lượng nhập thì mình sẽ viết chữ N ở đây các bạn nhé. Sau đó mình sẽ nhấn OK này, và mình kéo xuống cho tất cả các cái mã còn lại. Sau đó mình sẽ cộng tổng lại. Mình cộng tổng lại các bạn nhé. Tổng là 641. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ không dùng sum if nữa, mà mình sẽ dùng dictionary cho các bạn xem thống kê bằng lập trình VBA trong Excel các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ dùng dictionary. Dictionary thì nó rất là hay hơn là dùng hàm rất nhiều, nhưng mà cũng không phải ai cũng biết sử dụng. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn để các bạn xem nhé, để xem các bạn có thể ứng dụng được trong công việc của các bạn. Thì với dictionary thì mình sẽ không cần phải lấy mã hàng ra trước các bạn nhé, mình không cần phải lấy thông tin gì cả. Đấy, bây giờ mình sẽ vào cửa sổ viết code, mình vào thẻ developer này, mình chọn Visual Basic này. Rồi mình cái bài trước là mình có so sánh một cái trường hợp là giữa sum if với dictionary rồi. Thì nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu cái sự khác biệt giữa sum if và dictionary thì các bạn có thể xem lại clip đó của mình ở trên kênh của mình các bạn nhé, Tin Học Văn Phòng các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình sẽ sử dụng dictionary để viết code lập trình cho cái trường hợp mà dùng sum if, như là chúng ta dùng hàm sum if nhé. Thì mình sẽ thêm một cái module mới như sau này. Mình kích chuột phải chọn insert, chọn module này. Đó, sau đó bây giờ mình sẽ viết một cái sub thống kê các bạn nhé. Sub này thống kê số lượng nhập, thống kê này số lượng nhập các bạn nhé, số lượng nhập. Đó, mình sẽ viết một cái tên sub như vậy. Đấy, nó luôn luôn câu lệnh nó bắt đầu bằng sub và nó kết thúc bằng end sub các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo biến để mà làm, để lập trình trong VBA ấy, thì thường chúng ta sẽ phải khai báo biến nhé. Khai báo biến là bắt buộc nhé. Dim này, i at long này, đấy, g at long này, k at long.
là những cái giá trị số các bạn nhé. Dòng cuối, dê cuối nhé, mình sẽ viết cái biến dòng cuối, mình đặt tên là dê cuối, cũng là ẹt loang luôn. Rồi mình sẽ khai báo cái mảng nguồn và mảng đích này, dim này, arr nguồn này, arr nguồn đóng mở ngoặc phẩy, arr đích, đích chúng ta sẽ ký hiệu là chữ d như vậy nhé, đóng mở ngoặc này. Tiếp là đích head object. Đây là những cái biến mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng nó để trong cái việc thống kê trong cái tình huống này các bạn nhé. Rồi khi mà chúng ta đã khai báo biến rồi thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ là gắn giá trị cho biến. Đầu tiên mình sẽ gắn giá trị cho dictionary. Dictionary chính là mình viết tắt là dict này các bạn nhé. Thì mình sẽ viết set dict sẽ bằng là create. Mình nhấn Ctrl Space các bạn nhé. Scripting này, scripting.dictionary. Đó, đây là giá trị của dictionary các bạn nhé. Rồi tiếp theo này, mình sẽ tìm cái dòng cuối các bạn nhé. Tìm cái dòng cuối thì mình sẽ viết như sau. Dòng cuối sẽ bằng này, sheet. Bây giờ chúng ta sheet, chúng ta đang làm việc là bên sheet 2 các bạn nhé. Sheet 2 chấm rank này. Từ sheet 2 dòng cuối thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái cột có dữ liệu là cột B các bạn nhé. Cột B nối với row s chấm cao. Chấm cao đóng ngoặc lại n xl up. Đóng ngoặc lại chấm row. Rồi đây là câu lệnh tìm dòng cuối các bạn nhé. Câu lệnh tìm dòng cuối thì cái kết quả của nó sẽ tìm đến cái dòng cuối cùng có dữ liệu của chúng ta nhé. Thì khi mà chúng ta nhập dữ liệu vào đây liên tục ấy thì cái dòng cuối nó thay đổi liên tục. Ví dụ bây giờ nó là dòng số 98, nhưng khi chúng ta nhập những cái dữ liệu vào những cái dòng tiếp theo thì cái dòng cuối nó sẽ thay đổi liên tục, nó sẽ tăng dần con số lên. Hiểu chưa? Đó là cái sự hay của cái việc lập trình VBA các bạn nhé. Sử dụng code VBA nó sẽ tự động được hầu hết là rất là nhiều thứ nhé, mà hàm thì không giải quyết được cái việc như vậy. Rồi còn chúng ta có dòng cuối rồi thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ là khai báo cái mảng nguồn. Khai báo mảng nguồn này, arr nguồn này sẽ bằng sheet 2 này, sheet 2 chấm rang. Sheet 2 chấm rang, chúng ta mảng nguồn chúng ta bắt đầu tính từ cái dòng số 3, cột B và dòng số 3 các bạn nhé. Có nghĩa là từ B3 này đến cột H này, đúng không ạ? Từ cột B đến cột H thì có nghĩa là từ B3 này đến cột H này nối với dòng cuối. Đó, mảng nguồn chính là cái mảng dữ liệu của chúng ta đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tính từ cái ô này cho đến cái ô dòng cuối thì chính là cái ô 98. H dòng cuối chính là H98. Tức là thay vì chúng ta viết là B3 đến H98 thì chúng ta sẽ viết là B3 đến H dòng cuối. Bởi vì khi mà chúng ta nhập dữ liệu thêm vào thì lúc này cái dòng cuối nó thay đổi liên tục, nó không phải là số 98 nữa mà nó sẽ nhảy thay đổi là 99, 100 và tương tự như thế. Đấy, tức là cái chúng ta bảng chúng ta có bao nhiêu dòng thì nó sẽ tự động, nó sẽ chọn toàn bộ cái vùng đấy cho chúng ta. Đó, các bạn hiểu là như vậy nhé. Rồi khi chúng ta có mảng nguồn rồi thì chúng ta sẽ khai báo cái mảng đích như sau. Chúng ta sẽ redeem này, arr đích này, mở ngoặc ra này, một tu u bao này, arr nguồn phẩy một tu 2. Ý nghĩa của cái này như sau nhé. Câu lệnh này có nghĩa là chúng ta khai báo kích thước của cái mảng đích là cái mảng này là có hai chiều. Chiều thứ nhất là từ trên xuống dưới, tức là cái mảng đích này nó sẽ cái số lượng dòng của mảng đích này nó tương ứng với cái dữ liệu data mà chúng ta cần lấy, và số lượng cột thì chúng ta cần hai cột các bạn nhé. Đấy,
hai cột. Đấy, mảng này mảng hai chiều các bạn nhé. Rồi khi chúng ta đã có mảng nguồn, mảng đích rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gắn giá trị cho giá trị K nhé. Chúng ta sẽ cho K bằng 0. K nó bắt đầu chạy từ 0 các bạn nhé. Rồi yêu cầu của chúng ta là cần thống kê số lượng nhập, đúng không ạ, theo từng mã hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái hàm for less như sau các bạn nhé. For này y sẽ bằng y bằng 1 tu ubao này arr nguồn này phải 1 đó. Next có y à, có for thì sẽ có less các bạn nhé. Rồi câu lệnh này ấy, tức là cái vòng là for nó sẽ chạy từ 1 cho đến dòng cuối cùng của cái bảng bảng nguồn luôn, các bạn hiểu là như vậy nhá. Chạy từ 1 cho đến cái dòng cuối cùng của cái mảng nguồn luôn, tức là cái bảng dữ liệu của chúng ta đấy. Rồi đầu tiên là bây giờ là chúng ta phải lập cái điều kiện cho nó. Điều kiện của chúng ta cần thống kê là cái số lượng nhập, thì chúng ta sẽ viết một cái hàm if như sau nhá. If này arr nguồn này cái cột nhập xuất thì nó nằm ở cột số 4 đúng không các bạn, cột số 4 đúng không ạ. Đấy arr nguồn y phẩy 4 đấy, tức là dòng số 4 tức là cột số 4 các bạn nhé. Cột số 4 nếu mà cái cột số 4 đó mà nó bằng n như thế này thì chúng ta sẽ làm việc tiếp theo. Đấy, tức là chúng ta chỉ xét những cái dòng mà cái điều kiện là nhập thôi các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ end if luôn để không để khỏi quên các bạn nhé. Đó. Rồi. Nếu mà nó cái giá trị ở cái cột đó là n thì chúng ta lúc này chúng ta mới bắt đầu lấy cái mã hàng nhá. Thì chúng ta sẽ lấy cái mã hàng như sau nhá. Chúng ta sẽ viết này, if này. If dict chấm exist arr nguồn y phẩy 1 then end if, mà chúng ta viết end if luôn để không bị quên các bạn nhé. Đó thì câu lệnh này có ý nghĩa là nếu mà trường hợp chúng ta phải xét nhá, chúng ta phải xét cái mã hàng ấy. Mục đích của chúng ta sẽ lấy cái mã hàng từ ở cái cột bên này này để đưa sang bên này các bạn nhé. Mục đích của chúng ta là lấy mã hàng từ cái cột bên này và đưa sang bên này. Thì khi mà chúng ta lấy lần đầu tiên cái mã này nó sẽ đưa sang bên này. Nếu mà khi mà cái vòng là for nó chạy tiếp tục, nó chạy xuống đây ấy, mà nó lại gặp cái mã ML01 này tiếp theo lần tới đây nó sẽ gặp lần nữa ấy. Thì khi nó gặp lần nữa thì nó sẽ không có lấy cái mã này nữa, bởi vì nó đã lấy một lần rồi thì nó sẽ không lấy nữa. Đấy. Thì chúng ta xét cái sự trùng lặp của nó là như vậy đấy. Tức là chúng ta chỉ lấy một lần thôi, mỗi mã chúng ta chỉ lấy một lần thôi. Khi mà nó chưa tồn tại thì lúc này chúng ta mới bắt đầu lấy nó. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho K nó bằng K cộng 1 cái đã. Đó. Lúc này K nó bắt đầu chạy nha các bạn nhé. Thì lúc này K bằng K cộng 1 này. Sau đó mình mới bắt đầu lấy cái giá trị mã hàng của nó. Là dict này chấm add này arr nguồn này y phẩy 1 phẩy K. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái mã đó các bạn nhé. Đấy, nó chưa có thì chúng ta sẽ lấy mã đó và chúng ta sẽ lưu cái mã đó lại nhé, lưu mã đó lại đấy với cái giá trị K ở trên nào. Chúng ta lưu cái mã đó lại. Rồi tiếp theo này, sau khi chúng ta lưu rồi thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta lấy nó ra, hiểu chưa nào. Lấy nó ra thì chúng ta sẽ viết là arr dict k phẩy một sẽ bằng arr nguồn y phẩy một đóng ngoặc lại. Câu lệnh này ý nghĩa như sau nhé. Đây vùng đích của mình đây các bạn nhé, vùng đích của mình đây này. Đấy thì chúng ta sẽ ghi cái kết quả nó ra cái ô này nhé. Ô này là ô K3 các bạn nhé. Đó thì dòng này là cái cột này, cột số 1 này. Đấy, cột số 1 và dòng thứ K là chính là dòng số 3 các bạn nhé. Đó thì xong nữa mình sẽ gán kết quả ra, mình sẽ ghi nó cụ thể nhé.
Đây là mình sẽ lấy cái kết quả này ra này. Đấy, mình lấy cái kết quả này ra các bạn nhé. Thì cái nếu mà cái mã hàng nó chưa tồn tại, mã hàng nó chưa tồn tại nhé, mã hàng này này nó chưa tồn tại thì chúng ta mới lấy nó ra và chúng ta lưu nó với cái giá trị K. Sau đó chúng ta mới bắt đầu là lấy dán cái giá trị đó ra ngoài cái ô Excel, được chưa nào? Dán cái giá trị này ra cái ngoài cái ô Excel này. Đó là chúng ta sẽ lấy được cái mã hàng ra rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính số lượng, đúng không ạ? Số lượng ở cột số 3. Số 3 bên bảng bên dữ liệu bên, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy ARR đích này, K,2 này. K,2 này sẽ bằng ARR nguồn. ARR nguồn Y,3. Đó, ARR đích K,2. ARR đích K,2 chính là cái cột số 2 này các bạn nhé. Đấy, cột số 2 này. Đấy, thì sẽ lấy cái giá trị ở bên cái cột số lượng này đưa sang bên này các bạn nhé. Đó. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lập trình tiếp. Chúng ta lập trình tiếp nhá. Rồi. Đây là cái trường hợp mà giá mã hàng nó chưa tồn tại, tức là chúng ta nó chưa lấy được thì chúng ta, tức là bên này này nó chưa có này thì chúng ta sẽ lấy nó. Được chưa? Lấy cái mã hàng nó sang bên đấy. Còn khi mà nó đã tồn tại rồi, tức là nó có rồi á, thì chúng ta sẽ không lấy nó nữa, hiểu chưa? Nếu nó không, chúng ta không lấy nó nữa nhưng mà chúng ta vẫn phải cộng các cái số lượng của các cái mã đó lại, đúng không nào? Đó thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái L. Đấy, tức là cái trường hợp khác các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cho một cái biến G, nó sẽ bằng như thế này này. G nó sẽ bằng dict.item. Dict.item này mở ngoặc ra này, ARR nguồn này. ARR nguồn phẩy y. ARR nguồn này y phẩy 1. Chỗ này không đóng ngoặc, không đóng nháy kép các bạn nhé. Oh, Ctrl Z. Đây, Enter. Đó, thì lúc này chúng ta cho một cái biến G, giá trị của G nó sẽ bằng đấy. Đấy, thì tiếp theo này, ARR đích này, G,2 này sẽ bằng ARR đích G,2 cộng với ARR nguồn Y,3. Đó. Câu lệnh này ý nghĩa của nó là khi mà cái giá trị cái mã hàng ấy mà nó có rồi, mã hàng nó có rồi thì lúc này chúng ta chỉ việc là cộng cái số lượng của nó này cộng với cái số lượng kết quả đã có ở bên cái cột số 2 này các bạn nhé. Đấy, thì nó sẽ được một cái kết quả tổng cho cái mã hàng đấy luôn. Rồi, đây là toàn bộ câu lệnh mà chúng ta lập trình để chúng ta thống kê số lượng theo từng mã hàng, số lượng nhập nhá theo từng mã hàng. Rồi tiếp theo là bây giờ là chúng ta cần phải ghi cái kết quả ra. Đấy, ghi kết quả ra cho nó xuất hiện. Các bạn hiểu chưa? Đấy, cho nó xuất hiện. Ở đây nó chỉ là ngầm thôi, nó tính toán ngầm ở trong máy tính của chúng ta đó các bạn nhá, với câu lệnh này. Còn kết quả nó chưa xuất hiện ở trên cái Excel của chúng ta đâu. Thì bây giờ chúng ta nó phải cho nó xuất hiện ở trên Excel, được chưa nào? Đây là tính toán ngầm máy tính, mình lập trình cho nó để nó hiểu là chúng ta muốn như thế này, muốn thế kia. Đó, còn bây giờ là cái câu này cuối cùng là cái câu mà mình muốn là nó xuất hiện kết quả ở cái ô Excel đó, thì chúng ta sẽ phải chỉ định cụ thể cho nó xuất hiện ở chỗ nào, các bạn hiểu chưa? Đó. Thì mình sẽ viết là sheet này. Sheet2.rang này. Sheet2.rang này từ cái ô K3 cho đến N, đúng không? K3 này. K3 cho đến L, mình cứ cho này N1000 đi các bạn nhé. Mình phải xóa nó trước, tức là mình sẽ dọn dẹp nó trước các bạn nhé. Mình xóa cái nội dung của nó, chọn Clear Contents. Rồi tiếp theo là mình mới bắt đầu là dán kết quả nó ra.
Exit 2 chấm rang này, K3 này, K3 đóng ngoặc lại chấm resize. Chấm resize là mình mở rộng kích thước của nó các bạn nhé. Mở ngoặc ra K dòng và hai cột sẽ bằng ARR nguồn, ARDIC các bạn nhé, ARDIC. Rồi, ok. Vậy là xong toàn bộ cái đoạn code này. Vậy là xong. Đấy, thì mình viết như thế. Chỗ này nó hơi xa thì mình sẽ cho nó cách nó gần lên một tí các bạn nhé. Đó. Có thể có bạn sẽ không hiểu. Không hiểu các bạn cứ xem đi xem lại các bạn nhé. Lưu ý nhé. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái code này để xem nó có đúng không các bạn nhé. Mình sẽ chạy này. Mình sẽ bấm vào cái mũi tên màu xanh này. Đấy, có thể nó sẽ chạy ra ngay và cũng có thể nó sẽ báo lỗi. Đấy, khi mà lập trình VBA ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình huống như thế. Có thể là sẽ báo lỗi. Nếu lỗi thì chúng ta sẽ phải sửa nó. Giờ bây giờ mình bấm chạy này. Nó báo lỗi này các bạn nhé. Đấy, như mình nói nó báo lỗi. Cái việc báo lỗi này là cái việc rất là thường xuyên xảy ra nhé. Chỗ này nó báo lỗi là đây này các bạn thấy chưa? Mình sẽ viết chữ non nhưng mà mình viết hai chữ N, cho nên là nó báo lỗi như vậy đấy. Tất nhiên là khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết là nó là lỗi gì. Còn mới đầu thì chúng ta sẽ hơi bị khó đúng không ạ? Đó. Rồi, bây giờ mình bấm chạy lại nhá. Bấm chạy này. Ok, bây giờ thì nó ra rồi nhá. Thì chúng ta xem này. Cộng tổng lại xem nó có ra kết quả đúng như bên kia không? 641. Đó. Vậy là chính xác rồi đúng không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Mình xóa đi này. Mình chạy lại cho các bạn xem nhé. Xóa đi. Sau đó mình sẽ chạy lại này. Mình bấm chạy này. Ok, ra ngay đúng không ạ? Thì khi mà lập trình VBA thường người ta sẽ gắn liền với một cái nút lệnh các bạn nhé. Thì mình sẽ lấy một cái nút lệnh ra cho các bạn xem. Và xong chúng ta gắn cái code đó vào cái nút đấy. Đấy, thì mình có thể sử dụng cái nút Save này cũng được nhé. Chúng ta dùng cái nút gì cũng được. Miễn là chúng ta vẽ một cái nút ra, sau đó chúng ta sẽ gán cái lệnh nó vào là được. Đấy, mình sẽ vẽ một cái nút ở đây này, sau đó mình sẽ chọn là định dạng cho nó màu vàng đi nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, rồi mình sẽ sửa tên cái nút này. Đây là thống kê nhá, cái dictionary thì mình ghi dictionary nhá. Đấy, Mr. Cảnh Excel này. Đấy, các bạn ghi cái nội dung gì cũng được. Đấy, mình ghi để cho các bạn biết là chúng ta có thể ghi được cái giá trị tùy ý các bạn nhé. Mình muốn ghi cái gì cũng được, do mình thôi đúng không ạ? Do mình tạo ra thì mình muốn ghi nào là cái quyền của mình đúng không ạ? Là mình có toàn quyền quyết định cái việc mình muốn ghi gì là ghi, miễn làm sao mà không có ảnh hưởng gì đến ai là được đúng không nào? Đó. Rồi, ok. Mình ghi cái nút lệnh như vậy, sau đó mình tiếp theo là mình sẽ gán cái lệnh mình vừa viết vào cái nút lệnh này bằng cách là mình chuột phải này, xong mình chọn là assign macro này. Rồi mình chọn cái lệnh của mình viết vừa rồi là thống kê số lượng nhập các bạn nhé. Ở dưới này mình chọn là this workbook này, xong mình bấm ok này. Đó. Rồi bây giờ mình xóa đi nhá. Xóa cái kết quả này đi, bây giờ mình bấm lại. Bấm lại. Đó, nó đã ra rồi, rất là hay đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái việc hay ho giữa dùng sum if và dùng dictionary nhé. Bây giờ giả sử mình cũng thêm cái mã ABC nào đó ở đây, ABC nhé. Đấy, với số lượng là ví dụ như là 500, số lượng 500 nhé. Rồi một cái mã là XYZ ở đây, XYZ với số lượng là 1000. Đó, rồi. Thế thì bây giờ mà chúng ta cái trường hợp mà dùng sum if nhé, dùng sum if thì chúng ta sẽ phải là thêm hai cái mã đó ở dưới này đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải tìm ra hai cái mã này và chúng ta phải copy nó sang đây, hoặc các bạn sử dụng cái chức năng mà remove duplicate á để các bạn có thể là tìm ra những cái mã ở trong cái bảng tính đó. Đấy, trong cái kênh của mình có clip để tìm và xử lý trùng lặp dữ liệu đấy các bạn ạ. Remove duplicate các bạn nhé. Rồi, thì khi mà chúng ta dùng sum if thì chúng ta lúc này á, bởi vì hai cái mã cuối cùng này là chúng ta thêm ở hai cái hàng cuối cùng, mà hai cái hàng cuối cùng là khi chúng ta quét
quét những cái vùng ở trong công thức này là chúng ta chưa quét đến nó. Thì để nó tính được thì chúng ta sẽ phải mở rộng cái vùng quét của chúng ta. Đấy, mình phải sửa công thức như thế này. Đấy, chúng ta phải sửa công thức như vậy. Enter này. Sau đó chúng ta mới kéo xuống. Thì lúc này có một cái gì đó chưa sửa hay sao mà nó đang không ra kết quả. D2 đến D100, D2 D100. Tại sao nó lại không ra kết quả? Chưa có nhập xuất các bạn nhé. Ở đây ấy, phải có nhập và xuất nữa cơ nó mới hiểu. Bây giờ giả sử mình cho nhập hết đi. Cho nhập các bạn nhé. Đấy thì nó mới ra kết quả bên này bởi vì nó có hai điều kiện mà. Đây các bạn thấy chưa? Nó sẽ ra kết quả. Thì chúng ta cộng tổng lại nhé. Để xem nó bao nhiêu này. 2141. Rồi. Thế thì bây giờ trường hợp mà dùng dictionary thì như nào? Mình xóa hết đi nhé. Mình không cần phải thêm mã gì cả ở đây. Bây giờ mình bấm này. Bấm vào nút lệnh này. Đấy các bạn thấy chưa? Nó tự động nó tìm ra những cái mã mà trước đó chưa có. Sau đó nó sẽ thống kê những cái số lượng của hai cái mã đó ra cho chúng ta. Thì nếu mà trường hợp mà các bạn nào mà làm kế toán hay là làm những cái gì mà phải nhập liệu liên tục mà cần phải thống kê ấy, nếu các bạn biết sử dụng lập trình VBA thì nó sẽ rất là nhanh, rất là nhanh và chuyên nghiệp và nó tiết kiệm thời gian cho chúng ta nữa. Đấy, thì mình là Mr. Cảnh Excel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm like và chia sẻ nếu các bạn thấy nó thú vị các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.